Con và đời ánh sáng, Chúa Kitô, con hãy mong sống cho con.
do hơn con làm chứng về cuộc khổ đau và phục sinh của chúng ta và trở thành chi thể hoạt động của hội thánh cầu xây dựng chiêm thể Kitô trong đức tin của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cứu Hoàng năm quả thương ban ban lên thánh thân cùng tên người chị em tâm tập này thì của thánh thân dùng ơn về dồi dào của người làm cho người chị em trong này nên vững mạnh và được sức dâu